ra ngoài. Mọi người có thấy một điều là khi mà ra ngoài ấy, tất cả cái ngôi sao nổi tiếng thế giới này, người mẫu, diễn viên, hoa hậu ABC gì đó, đây, tất cả mọi người đều đeo kính râm. Vậy thì tại sao nhỉ mọi người nhỉ? Bạn Hảo My đã chỉ ra cho mọi người thấy cái lý do và tại sao họ đã đeo kính râm khi ra ngoài nhá. Khi mà ra ngoài thì mọi người thường xuyên được nghe những câu là phải bôi kem chống nắng vào, phải bảo vệ làn da, ABC, XYZ đi. Nếu không thì sau này, ngày mai, ngày kia, ngày tiền đó thì chúng ta sẽ bị hỏng làn da đấy. Thế nhưng mà mọi người đã nghe cái câu là đeo kính vào đi, đeo kính vào để chống nắng đi, chống tia UVA, chống tia UVB để cho ai mắt mát hơn, là đeo ABC hết. Mọi người nghe, có nghe thấy không? Rất là ít người khuyên bạn điều đấy. Thế nhưng mà chính những người nổi tiếng là những cái người mà họ rất là giàu, họ rất là nhiều tiền, và chính họ là những người mà đang bảo vệ đôi mắt của họ rất là tốt trong những cái tác nhân từ môi trường, khí sôi xung quanh kia, thì cái sự độc hại của khí CO2 này, những cái tác nhân rất là xấu từ cái ánh nắng mặt trời này, cái tia UVA này, tia UVB, rồi tất cả những cái khói bụi ô nhiễm, bụi mịn này kia, rất là nhiều thứ có thể làm ảnh hưởng đến cái đôi mắt của bạn. Thế nhưng rất ít người lại nói với bạn là hãy bảo vệ cái đôi mắt đi, trừ khi mà bạn đi bác sĩ, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày hôm nay là có Hami, cô bé bán kính, đã nói với bạn điều đó. Bởi vì mọi người thấy không, tất cả những người nổi tiếng, hoặc những người rất là, họ rất là giàu có, họ rất là quyền lực và họ rất là hiểu biết, thì bác sĩ của họ khuyên luôn, họ khuyên họ là hãy đeo kính khi mà ra ngoài đường. Bởi vì là cái đôi mắt của chúng ta là một cái mà có giá trị vô hạn, như là chúng ta có những đường chúng ta không thể nào làm lại được, chúng ta không thể nào hối hận được đó. Hãy đeo kính cho mọi người nhé. Tiếp theo nữa, có một cái lý do như thế này mọi người ạ. Với cái thời đại hiện đại như hiện nay, và rất nhất là một cái người nổi tiếng nữa, thì cái việc mà chúng ta sử dụng thường xuyên cái máy tính này, điện thoại này, hay là những cái phụ kiện khác hỗ trợ để cho chúng ta có thể tương tác với fan hâm mộ, hay là chúng ta có thể làm những nghe nhạc này kia, tất cả những cái hành động đấy thì đều sẽ phải liên quan đến máy tính hay là những cái thiết bị khác, máy tính này, laptop, điện thoại, những thứ ABC đấy đó. Thế thì chúng ta nên tìm những cái chiếc kính mà có cái chức năng là chống ánh sáng xanh này, hoặc là những cái chức năng như làm mát, làm dịu mắt, hoặc là chống có rất nhiều những cái chức năng khác, vừa chống ánh sáng xanh, chống hấp hơi nước này, hay là chống cả tia nắng nữa, chống tia UVA, UVB, nhưng mà nó là mất màu nữa nhá. Đó là cũng là một cái lý do mà người nổi tiếng thấy ra ngoài luôn luôn là sẽ lựa chọn những chiếc kính là phù hợp với những cái mục đích khi mà chúng ta sử dụng để mà đeo kính. Và mọi người hãy nhớ nhé, cái đôi mắt là một cái cực kỳ quan trọng để bảo vệ, nên là không phải là tự nhiên người nổi tiếng họ đeo kính suốt ngày đâu. Đó, cái lý do đầu tiên là phải nói bảo vệ đôi mắt đó đã, và sau đó phải đến một cái lý do cuối cùng, đó là một cái lý do là khi mà đi ra ngoài ấy, thì người nổi tiếng thì cũng như những muốn như chúng ta, đôi lúc họ cũng muốn là mình trở nên thật là bình thường. Họ được đi ngoài đường, đứng ăn kem chẳng tiền ở ngoài đường này, hay là ra phố đi bộ với Huệ chụp một vài kiểu ảnh, hoặc là đứng tươi cười, hoặc làm những cái việc hết sức bình thường như chúng ta. Nhưng mà bởi vì là người nổi tiếng mà, nên nhiều khi những cái ước mơ, những cái điều mà rất là nhỏ nhoi hay là đơn sơ hay là giản dị như vậy thì đối với họ lại rất là khó, đúng không ạ? Chính vì thế nên là nhiều khi họ sẽ chọn cho mình những cái chiếc kính mắt, và là những chiếc kính râm to bản, hoặc là kết hợp thêm những cái phụ kiện khác, ví dụ như là đội mũ này, hay là đeo khẩu trang này, hoặc là còn những người nổi tiếng thế giới, ví dụ như Ronaldo ở dạng họ còn đeo râu giả nữa, để làm sao để cho mọi người có thể không nhận ra mình, tức là nghĩ là mình hoàn toàn bình thường như những người khác, để họ có thể làm những cái hành động rất là bình thường, ngoáy mũi hay là xỉa giọng các thứ gì đó như chúng ta thôi mọi người ạ. Đấy cũng là một cái lý do mà người nổi tiếng mà khi mọi người mà đi ra ngoài rất là hay sử dụng nó. Một cái lý do nữa cũng khá là phổ biến, đấy là ví dụ khi mà các bạn đi ra ngoài, cho dù mình là cái người bình thường thôi, ví dụ như là khi nào mình lười make up đi, hoặc là hôm ấy trông cái mặt mình xấu xấu, hay là hôm qua mình mới chia tay người yêu, mình đi chill một tí, mình về trễ, hay là sáng nay dậy trông cái mặt mình nó xấu xấu một cái kiểu gì đấy, hoặc là cái đôi mắt thiếu ngủ này, hay là một cái đôi mắt nó thâm này, hay là một cái bầm chân chim, hoặc là tóm lại là ngày hôm nay mình rất là lười make up, hoặc là thần linh mách bảo là
tóm lại là hôm nay nhìn mình rất là xấu, trong mình không có một cái gì đó để mà tự tin cả. Thì một cái người bình thường như chúng ta thôi cũng đã muốn là sẽ đeo cho mình một cái đôi kính, cho mình một cái kính để có thể che đi những điều đấy, và mình sẽ không phải make up nữa. Thì mình như thế này thôi, mình đánh một cái chút son ok, thế là mình đã có thể lao ra ngoài được. Vậy thì người nổi tiếng cũng như mình vậy, đâu phải là 24/24 ngày nào họ cũng phải make up thật là đẹp, thật là lộng lẫy, thật là xinh đẹp, hay là thật là đẹp trai để họ đi ra ngoài đường, đúng không mọi người? Nhiều khi là ngủ dậy thì muốn bắt con mặc cái bộ đồ ngủ đi xuống cái nhà uống ly cà phê rồi lên nhà, hoặc là cháu ơi đi đổ rác đi, hay là chạy xe vòng vòng dạo phố, thì là thì những cái việc mà bình thường như những cái người bình thường như chúng ta thế mà lại phải make up để làm hết những cái bước, những quy trình này kia dành cho một ngôi sao, thì những cái điều này quá tốn thời gian mà có những cái người nổi tiếng hoặc là ca sĩ bên những lỗi đó. Thì cái thời gian của họ cũng như chúng ta, họ cũng chỉ có 24 giờ thôi. Vậy thì cái điều mà có thể làm nhanh nhất chỉ mất một giây đó là chọn một chiếc kính to bản, hoặc là một cái chiếc kính mà che đi cái khuôn mặt để có thể đi ra ngoài đường. Đó, đó là một lý do mà tại sao mà mọi người khi mà đi ra ngoài đường, khi mà người make up này kia sẽ luôn luôn chọn cho mình cái đôi kính mắt. Và với những cái khuôn mặt như thế nào, chọn những cái mẫu kính như thế nào, thì mọi người có thể xem thêm những video của Hà My. Hà My đã làm rất là nhiều video để cho mọi người có thể chọn lựa này, lọc này thật kỹ càng những cái gì sẽ dành cho mình, cái phong cách nào sẽ dành cho mình, những khuôn mặt như thế nào sẽ dành cho mình, hay là cái dáng kính như thế nào sẽ dành cho mình. Mọi người nhớ hãy follow Hà My, cô bé bán kính, để xem thêm những video tiếp theo nhé.